được coi là miền đất hứa, mỗi năm Canada thu hút hàng ngàn người Việt Nam tìm cách định cư vào nước này. Tuy nhiên, trong hành trình này, không ít trường hợp đã bị lừa đảo hàng chục ngàn đô la bởi các tổ chức ma, hay còn gọi là Ghost Agents. Theo luật Canada, chỉ có thành viên của Hiệp hội Giám sát Hỗ trợ Di trú và Nhập cư Canada, viết tắt là CICC, và luật sư di trú mới có thẩm quyền tư vấn hồ sơ di trú Canada. Với tiền thân là công ty Việt World, Apex Migration được Alin Xuân Uyên Nguyễn sáng lập, và với bề dày kinh nghiệm của Alin Xuân Uyên là thành viên của CICC cùng với đội ngũ của mình, đã thành công trong việc hỗ trợ cho hàng chục ngàn trường hợp định cư Canada. Chào các bạn trở lại với chương trình Coming to Canada trong phần tin di trú cùng với Xuân Uyên, thành viên của CICC. Chương trình được trình chiếu mỗi tuần trên Coming to Canada Channel và chương trình được thực hiện bởi Culture Channel và Culture Magazine, tờ Nguyễn Sang song ngữ màu duy nhất của người Việt tại Canada. Mời các bạn subscribe vào chương trình của Xuân Uyên để Xuân Uyên có thể mỗi tuần truyền tải tất cả những cái thông tin rất là hữu ích trong cuộc sống hàng ngày cho các bạn, từ những cái rất là đơn giản liên quan tới những cái cuộc sống hàng ngày, những cái luật rất là căn bản mà nhiều khi mình không có biết ha. Hôm nay Uyên sẽ nói cho các bạn nghe về một cái luật nho nhỏ trong một cái bộ hồ sơ về chồng, đó là nếu như tôi bảo lãnh chồng hoặc vợ ở Việt Nam hay là bên ngoài Canada thì trách nhiệm của tôi là gì. Có nhiều khi các bạn chỉ có làm đơn bảo lãnh hoặc là đưa những cái bộ đơn của mình đưa cho những dịch vụ đi làm hồ sơ bảo lãnh và ký tên trên những cái bộ đơn di trú, nhưng các bạn có bao giờ biết cặn kẽ là thực sự các bạn ký cái gì hay không? Ngày hôm nay tụi Yên chỉ có nói cho các bạn nghe cái phần mà bạn ký tên trên cái đơn mà undertaking đó. Undertaking có nghĩa là khi mà mình bảo lãnh một người nào đó, mình sẽ ký một cái bản giống như mình tuyên thệ là mình sẽ chịu trách nhiệm. Khi mà mình bảo lãnh một người từ bên ngoài đi qua để làm vợ làm chồng của mình, thì trong một cái khoảng thời gian đó, các bạn sẽ chịu trách nhiệm tất cả những cái gì thuộc về căn bản trong cuộc sống. Cái căn bản đó, ở đây họ định nghĩa là cái gì? Đối với luật di trú Canada thì những cái căn bản họ định nghĩa sao, như thế nào? Uyên nói cái này là tại vì đây là những cái câu hỏi mà thông thường những cái người thường người ta hỏi rất là nhiều, và ngay cả những cái media như là CIC News á, chuyên nói về những cái thông tin liên quan tới di trú, đây là những cái câu hỏi mà người ta cũng thường hay hỏi ha. Thì thông thường đó, những cái gì mà thuộc về căn bản ở đây thì nó định nghĩa nè, những cái căn bản như là đồ ăn nè, quần áo nè, chỗ ở nè, bất cứ những cái gì mà liên quan tới cuộc sống mỗi ngày của người mình bảo lãnh qua, và ngay cả lời đi nha sĩ, đi khám mắt, đi khám bệnh, đó là những cái định nghĩa nằm trong danh sách những cái gì thuộc về những cái thứ cần thiết căn bản mỗi ngày ha. Cho nên các anh các chị nào đi về Việt Nam cưới vợ cưới chồng khi sang đây, thì các anh chị khi mà nộp đơn bảo lãnh thì là trực tiếp các anh chị đã ký kết với chính phủ Canada là các anh chị sẽ chịu trách nhiệm về những cái chi phí chi trả cho những cái cuộc sống hàng ngày cho người chồng người vợ của mình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cái người này sang Canada trong khoảng 3 năm đó, nếu như họ đi làm đã tốt rồi ha, thì thông thường là Yên thấy có nhiều cặp vợ chồng đi qua, người ta cũng đi làm bình thường để nuôi sống hàng ngày và hai vợ chồng cùng chia sẻ với nhau. Vì lý do gì đó mà cái người đó không thể đi làm, hoặc là chưa tìm được việc làm hay cái gì đó, hay hoặc là phải ở nhà nuôi con vân vân. Tại có nhiều cặp mình đám cưới xong thì mình sanh con, thì nhiều khi người vợ ở nhà coi con, thay vì mình phải mang vô cái trung tâm mà chăm sóc trẻ thì mình cũng trả một tháng cũng at least phải 1,000+, đúng không? Cho nên là nhiều cặp vợ chồng thì chồng đi làm, vợ ở nhà vân vân. Nhưng mà vì lý do gì đó mà người chồng người vợ đó sang đây không có việc làm thì cũng không có sao, thì là cái người người chồng người cái người bảo lãnh đó họ sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu như cái người các bạn bảo lãnh mà họ đi apply welfare, có nghĩa là họ đi xin tiền xã hội, như vậy thì các bạn sẽ bị rơi vào tình trạng là thất hứa, có nghĩa là bị default, có nghĩa là ký một cái ký kết với chính phủ rồi mà bây giờ để cho cái người kia phải đi ăn tiền xã hội. Thì cái tiền này họ sẽ tính lại trên đầu của các bạn. Có nghĩa là người bảo lãnh, nếu như trong 3 năm thời gian đó mà cái người kia đi apply tiền xã hội hay đi xin tiền xã hội, thì cái người bảo lãnh này sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả lại cái tiền này cho chính phủ. Ok?
Như vậy thì cái câu hỏi vô đầu mọi người là: tôi bảo lãnh cái người này qua, tôi sống chỉ có 6 tháng thôi, nó dở chứng lên, bây giờ tôi ly dị, rồi tại sao bắt tôi chịu trách nhiệm? Không. Cho nên tôi muốn lặp lại để cái bộ luật này nó có hiệu lực. Ngay cả khi các bạn đã ly dị mà nằm trong khoảng thời gian 3 năm đó, có nghĩa là thí dụ trong suốt 3 năm đó mà các bạn, thí dụ như hai người cưới nhau bảo lãnh qua đây, thì từ cái ngày cái người đó bước chân qua đây tính 3 năm, đúng không? Thì nếu như vì lý do gì đó mà cơm không lành, canh không ngọt, hai người chia tay, thí dụ ly 1 năm đã chia tay rồi, thì cái người kia vì lý do gì đó mới chia tay cũng không tìm được việc làm, nghe lời ai đó đi ăn tiền chính phủ, đi ăn tiền xã hội, thì cái người bảo lãnh này sẽ phải bị trả ăn tất cả những cái số tiền mà cái người này lấy từ chính phủ của 2 năm còn lại đó. Có điều như vậy nè, có nhiều khi chia tay rồi, cái người kia họ đi ăn tiền xã hội, nhiều khi cái người này cũng không có biết nữa, rất là nhiều trường hợp nó xảy ra. Như vậy thì thông thường là khi nào mình mới biết được? Thông thường á, khi mà nếu mà họ làm đúng thủ tục mà họ có thời gian đó, thì thông thường họ sẽ gửi thư thông báo cho mình là cái người mình bảo lãnh là họ ăn cái tiền đó. Còn vì lý do gì đó mà chính phủ không có thông báo cho mọi người thì thông thường mình cũng không biết luôn. Có khi đợi tới một cái trường hợp khác, lấy ví dụ như cái người này họ lại đi cưới một người khác ở Việt Nam hay là ở một nước khác, hay là một cái người đang ở trong Canada mà không phải là người Canada, thì khi mà là họ làm đơn bảo lãnh đó, thì chính phủ khi mà họ đánh cái tên của người này vô thì họ sẽ liên được những cái thông tin của người vợ cũ, và họ điều tra ra được là cái người vợ này đã ăn tiền xã hội, thì họ sẽ thông báo cho cái người này là anh đang bị default và anh bất hợp lệ để bảo lãnh, là bởi vì cái người vợ trước của anh đó, anh bảo lãnh đó, người ta đã đi ăn tiền xã hội, cho nên bây giờ anh muốn tiếp tục bảo lãnh cái người vợ này, cái người vợ mới này, thì anh phải trả lại hết tất cả những cái số tiền mà cái người vợ kia ăn. Ok, cho nên đây là những cái luật căn bản mà Uyên nói cho các bạn biết, để mai mốt mình có gặp những cái trường hợp này thì mình không có ngỡ ngàng. Hoặc là như vậy, có nhiều khi Uyên thấy những cái trường hợp mà người ta nói là cái người kia đi ăn tiền xã hội mà không báo cho mình biết, bây giờ hại mình thiếu, tại vì Uyên thấy có người là thiếu lên tới rất nhiều tiền. Có nhiều người mới đặt chân qua Canada thôi vì lý do gì đó chia tay liền luôn, xong rồi á là đi ăn tiền welfare, đi ăn tiền xã hội đó, là suốt luôn như vậy đó. Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là họ hoàn toàn không biết cái luật này, cho nên là Yên nói cho các bạn nghe, để lỡ như các bạn đã hiểu cái luật này rồi thì mới mốt á là biết được các bạn bảo lãnh mình á họ bị như vậy, thì thương thương tình dùm đừng làm như vậy, thì họ sẽ bị default, có nghĩa là họ sẽ bị nợ lại với chính phủ. Còn hai á, có nghĩa là nếu mà mình cần tiền á thì mình nên ngồi xuống để bàn với nhau, để mà giúp nhau trong cái vấn đề tài chính ha. Còn vì khi mà mình vướng vô mấy cái kia rồi á thì nói chung nó cũng phiền phức cho nhau rồi. Còn cái trường hợp thứ hai là có nhiều người họ biết luôn nhưng mà họ cũng cố tình đi apply luôn, tại vì họ cùng đường bí lối hay vì lý do gì đó họ cũng làm như vậy luôn. Thì bây giờ Yên nói cái này ra thì nó cũng có cái lợi và nó cũng có cái hại. Có nhiều người á thì biết được là cái người kia họ sẽ bị như vậy, cho nên là cố ý đi làm vậy luôn, đúng không? Còn có người á thì biết như vậy thì thấy thương thôi, mình ráng mình tìm việc làm, chứ nếu mà mình đi xin tiền xã hội thì trong cái thời gian này mình cũng liên lụy cái người kia. Nhưng mà đúng là trên luật pháp thì cái người kia họ đã ký kết cái undertaking với chính phủ, thì họ coi như là có trách nhiệm để mà chịu trách nhiệm cho những phần chi trả trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên có nhiều cặp không may vừa mới qua thì rơi vào cái tình trạng chia tay ly dị, cho nên là có nhiều người họ chưa có tìm được việc làm thì họ cũng phải cần hỗ trợ từ chính phủ, cho nên mình thấy cái đó là cũng hợp lý thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình nói cái luật này ra để cho các bạn đều hiểu cái luật này, và nếu như có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì mình vẫn có thể tìm một cái cách khác nó phù hợp hơn để mà mình hòa giải với nhau, để sau này tránh phiền phức cho tất cả mọi người ha. Yên lặp lại, cái thời gian undertaking của luật hiện tại là 3 năm, sau 3 năm đó thì ok nha. Nếu 3 năm sau đó mà cái người đó vì lý do gì đó phải đi ăn tiền xã hội thì cái người bảo lãnh sẽ không bị trách nhiệm nữa. Rồi có người hỏi là tôi cancel được không? Bây giờ tôi cancel cái undertaking được không?
cái undertaking đó, một khi mà cái hồ sơ bảo lãnh đã được go through, có nghĩa là người kia đã được cấp visa và qua tới đây, thì cái đó không được cancel. Chỉ có cancel khi nào mà hồ sơ bảo lãnh chưa xét xong và các bạn cancel hẳn cái đơn bảo lãnh luôn thì mới được. Cho nên khi mà nói như vậy thì cũng là gián tiếp nói với các bạn mà bảo lãnh chồng, bảo lãnh vợ, nếu như các bạn đã từng bảo lãnh ai trước đó mà cái người đó họ đi ăn tiền xã hội và các bạn chưa trả lại hết cái tiền đó thì các bạn sẽ không hợp lệ để bảo lãnh một cái người kế tiếp ha. Hay là nói cho đơn giản một chút là khi mà chính phủ tìm ra thì mình bắt buộc phải trả lại hết cái tiền mà cái người đó ăn, cũng hên là bây giờ nó giới hạn 3 năm thôi, chứ ngày xưa mà nó giới hạn 5, 10 năm thì có những người họ ăn rất là nhiều và cái số tiền lên rất là lớn, không có cách nào trả nổi luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong một cái tin khác nha. Đừng quên subscribe giùm Uyên nha. Nhấn luôn cái nút kế bên để mà sẽ được thông báo những cái video kế tiếp của Uyên. Kỳ này là các bạn sẽ thấy là Uyên sẽ làm thường hơn. Tại vì mỗi tuần Uyên đi làm á, là Uyên sẽ có những cái thông tin dù Uyên nghĩ bổ ích, tụi Uyên sẽ quay liền cho các bạn như ngày hôm nay ha. Và còn mỗi tuần tụi Uyên cũng sẽ ra những cái đề tài di trú trong một cái clip dài hơn về cái phần định cư Canada nha. Rồi cảm ơn các bạn đã chia sẻ và ủng hộ cho Culture Channel và Coming to Canada. Hẹn gặp lại.